Hello anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Các bạn nhìn nè, ngày xưa mình hay buôn Sedona và nhiều anh em theo dõi kênh YouTube của Đạt cũng ấn tượng với cái chiếc Sedona màu trắng biển 49 lỗ sặc gạch. Tới bây giờ nhiều anh em vẫn hỏi Đạt ơi có cái Sedona không? Thì sau đó cũng rất là nhiều Sedona các bạn, máy xăng, máy dầu tùm lum hết. Hôm nay em nâng cấp lên rồi nha anh em. Em buôn được Kia Carnival rồi nha. Bản Signature ha, phiên bản cao cấp nhất của dòng Carnival ha. Carnival thì nó thực ra nó là cái đời mới của cái xe Sedona các bạn. Mà Trường Hải thì cứ như thế, cứ mỗi lần ảnh thay đổi thế hệ là ảnh lại đổi tên. Ví dụ như là Cerato rồi K3 rồi Cerato, cứ thế quần đi quần lại các bạn. Đó, đây các bạn nhìn này. Đó, bản Signature ha. Bản Signature với bản Premium thì thoạt nhìn là giống nhau, khó phân biệt lắm nha các bạn. Nó khác nhau là cái hệ thống ADAPT thôi. Đó, và cái bản Signature là phiên bản cao cấp nhất và cái dòng mà 7 ghế này cũng là cái dòng mắc nhất nha các bạn. Dòng 7 ghế thì anh em sẽ có cái ghế sau này, nó là ghế chỉnh điện luôn nha các bạn ha. Và chiếc xe Carnival kế bên đặt đây đời 2022 nha các bạn, xe mới lắm. Odo thì hơi nhiều so với năm, nhưng mà Odo chuẩn đi hơn 4 vạn các bạn, full lịch sử bảo dưỡng hãng và cam kết là chuẩn Odo. Thì chiếc xe này hiện tại là bên mình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 269 triệu. Nếu mà Carnival đời mới mà tính cả miễn thuế rồi luôn các bạn, cái mẫu mới ra lăn bánh là 1 tỷ 6 để giảm thuế rồi các bạn ha. Đúng cái phiên bản Signature. Thì thật ra thì Carnival nó nhiều phiên bản lắm, nhưng mà cái phiên bản mà ngon nhất là phiên bản máy xăng. Nhưng mà nó mắc quá. Và nó cũng heo xăng quá. Nhưng mà anh em nào mà đã từng xài xe, đã biết về xe rồi các bạn, đi cái con máy xăng sướng cuộc đời lắm các bạn ha. Và cái xe máy xăng á, Carnival lăn bánh là hơn 2 tỷ nha các bạn. Mình chưa nói tới cái dòng Royal ha. Rồi, chiếc này của mình là đời 2022, xe cũ và xe xuất hóa đơn nha anh em. Công ty xuất hóa đơn, hiện tại lăn bánh chuẩn chỉ là 47.000 cây, tức là 4.7 vạn ha. Đó, xe bản Signature thì nó khác biệt nè các bạn. Ở đây anh em nhìn vô lăng, nó sẽ có ADAPT nha các bạn. Đây ADAPT này, đây cảnh báo lịch làn đường này, phanh tiền va chạm và ADAPT phía trước này. Đây, anh em để ý nha, bản Signature thì nó sẽ có những cái này và cái này. Khi mà mình đặt bật lên này, nó sẽ có cái phần biểu tượng ở cái phần màn hình lớn ở đây. Màn hình này hơn 12 inch. Rồi đây nữa này các bạn, một cái phần màn hình lớn to đã các bạn. Xe này thì đi 4 vạn nhưng mà anh em nhìn siêu ni lông còn chưa tháo hết này các bạn. Đèn ambient light đã lắm, cần số núng xoay ha. Và đặc biệt nha, chủ xe đã lên cái bộ vô lăng carbon fiber. Cái vô lăng này không hơn 5 triệu các bạn. Đó, anh em mà đi cái xe này á, lái thử cái xe của mình á, sẽ thấy người giàu rất biết cách xài tiền ha. Người ta cầm cái cho mình cái cảm giác cầm nắm khi mà chạy cái vô lăng này á, sướng lắm các bạn ha. Đó, cái carbon fiber này làm ở ngoài là hơn 5 triệu các bạn nha. Đó, người giàu có tiền mà. Ôi chà, cái tiếng mà tắt máy cái động cơ cũng thấy sướng được các bạn nha. Bản này là full kịch đồ chơi, hai cửa sổ nóc, hai cửa lùa điện, quan trọng là nó có ADAPT các bạn ha. Động cơ của nó là động cơ máy dầu nha, cho nên là một cái xe mà to như thế này, khỏe như thế này mà đi nó chỉ tầm 8 lít dầu đổ lại thôi các bạn. Trong thành phố thì cũng không bao giờ vượt quá 10 lít dầu đâu. Nếu mà chạy chớn á nha, cái dòng này mình chạy chớn á, bữa mình đi Đà Lạt á, tầm 6 lít rưỡi dầu thôi các bạn. Tiết kiệm lắm, xe xét thì to mà rất là tiết kiệm. Xe đời 2022 quan trọng anh em mình vào giá với nhau thôi, chứ còn mọi thứ nó mới quá, mình cũng chả biết nói gì các bạn. Động cơ Smart Trim D hơn 200 mã lực, quá mới à, chả có gì để bàn ha. Mọi thứ rất là mới các bạn. Máy dầu ha, máy dầu turbo Smart Trim ha. Đấy anh em nhìn, ốc tán cabo các kiểu ha. Đó, rất là đẹp. Đấy anh em nhìn đi, chất xe còn đẹp lắm các bạn. 1 tỷ 269 nha. Giá này thì còn thương lượng nữa, tại vì thật ra thì xe này nó cũng nhiều tiền quá, cho nên là bên mình làm cho nó có thương hiệu, làm cho nó có sản phẩm thôi, chứ còn thực sự nó khá là nặng vốn các bạn. Đấy, cuối năm rồi, anh em nào cần chạy thuế nộp cái này để ấy thì bên anh vẫn xuất hóa đơn được ha. Đấy, đẹp không các bạn? Màu xanh này là xanh đá ha. Một cái màu xanh rất là tượng trưng của dòng Carnival. Đây, cái ghế này là chỉnh điện được nha các bạn. Cái ghế này chỉnh điện này, để mình chỉnh cho anh em coi ha. Đó, anh em thấy không? Đó, lưng lên này, hạ xuống, thấy chưa? Đó. Rồi, băng ghế ngồi thì sướng lắm rồi. Dòng này thì nó quá phổ thông rồi các bạn. Đó, sướng lắm. Ngồi đẻ đó các bạn.
Ngày xưa xe Dona thì nó chỉ ngồi thế này thôi, nó không có bệ tựa chân như thế này. Này thì nó có bệ tựa chân các bạn, ngồi nó sướng lắm ha. Đó. Đó. Đấy, bệ tựa chân này các bạn thấy không? Đó. Ghế thì có thể nâng hạ được bình thường các bạn ha. Đó, ngã ghế này. Đó, thấy không? Chỉnh điện, cái nút điện nó nằm bên đây này các bạn. Đây, bạn quay bước ra để bạn quay phim, bạn quay cái nút điện ha. Và tất cả những cái hàng ghế phía đằng sau này đều có sấy sưởi hết nha các bạn. Đó, đều có sấy sưởi làm mát không ló hết nha các bạn. Đó, bạn xích này nó mắc lắm nha. Đó, tức là cái ghế này nè, nó có sấy sưởi này, thể hiện bằng cái nút đây này các bạn. Đây, phía trong này nè, các bạn thấy không? Đấy, nha. Còn băng đằng sau thì vẫn vậy ha. Nó bự hơn cái dòng Custom nhiều lắm nha các bạn. Anh em đừng có so sánh với dòng Custom nha. Cái dòng này nó to lắm nha. Nó bự mà nhìn nó lại cân đối các bạn, tại vì cái nóc nó không quá cao như cái dòng Alphard. Nhìn nó cân đối, anh em đi thì hợp lý. À, chứ còn đừng có so sánh với dòng Custom. Custom này nó dòng nó bé. Dòng này nó bự hơn Custom nhiều ha. Đó. Mấy cái cấp điện đồ này nó cũng không cần giới thiệu đối với những cái dòng xe này đâu. Anh em nhìn cái hầm hàng. Gọi là hầm hàng cho nó giống xe khách luôn á. Đó, anh em nhìn siêu ni lông còn chưa thấy tháo hết. Đó. Tuyệt vời không các bạn ha. Đó, cái này đi gia đình, đi chơi, đi du lịch là hết ý luôn các bạn ha. Nếu mà mua mới lăn bánh tỷ 6 ha. Chiếc này mình bán tỷ 269 còn bớt. Tiết kiệm 400 triệu anh em ha. Anh em thấy xe to lỗ khiếp không? Xe to lỗ ác ha. Đúng các bạn. Giỏ Michelin nha các bạn. Đây, giỏ Michelin. Riêng nguyên bản của cái dòng này thì xưa giờ họ chạy Michelin. Đó. Đẹp lắm các bạn ơi. Cái nội thất của nó đẹp. Đèn Ebon Light đồ đẹp lắm. Đi ban đêm là đẹp khủng khiếp luôn các bạn. Chả biết tệ gì. Cái này thì lần đầu tiên mình có thôi, chứ còn thị trường cái dòng Carnival này nhiều lắm. Nó một tháng bán hơn 1.000 xe đó các bạn. Mình coi cái con số báo cáo của Vama mà mình thấy cái dòng Carnival này doanh số ổn định là một tháng hơn 1.000 xe là mới thấy dân Việt mình giàu các bạn. Một hơn 1,5 tỷ ha, hơn 1,5 tỷ một con xe. Đó, giá trung bình đi, nếu mà đa số là người ta mua đi gia đình, người ta mua bản này mà, mua toàn signature không à. Chứ còn ít khi người ta mua Bre hoặc là người ta mua luxury lắm bạn. Luxury thì có thể người ta mua để chạy dịch vụ này kia, dịch vụ cao cấp á. Chứ còn cái dòng mà đi gia đình này thì người ta chỉ mua Bre này thôi. Mà anh em thấy không, người Việt mình đọc báo cáo mình mới thấy người Việt mình giàu ha. Xe tiền tỷ một tháng bán 1,5 tỷ xe. Khủng khiếp luôn các bạn ha. Kia Carnival ha. Và hiện tại Carnival mẫu mới Philip thì nó cũng y chang như thế này thôi bạn, nó chỉ khác đèn trước đèn sau và cái hệ thống ADAP á. Nó nâng cấp từ 1.5 lên 2.0 và giá nó tăng so với cái thời điểm người ta mua xe này là 160 triệu. Mình đọc trên báo nó là vậy. Thôi, đấy là chuyện của xe mới đi. Còn cái xe này thì nó cách với xe mới khá nhiều rồi. 1 tỷ 269 triệu các bạn. Các bạn nhìn lại một vòng đi. Đẹp quá ha. Đẹp lắm các bạn ơi. Xe đời mới mà 2022 cũng chả có gì bàn. Quan trọng anh em cảm giác nó hợp lý, hợp tình hợp lý thì mình tới với nhau thôi. Chứ còn cái người đã bỏ tiền tỷ ra để mua một con xe cũ, xe lướt như thế này thì người ta đủ thông thái ha. Và người ta đủ thông minh và người ta cũng biết cách trả giá nữa các bạn. Đó, sao cho nó hợp tình hợp lý giữa đôi bên. Chứ không tới nỗi mà trả giá vô cớ như những chiếc xe khác đâu các bạn. Thôi, cái chuyện đó chuyện mua bán, thuận mua vừa bán các bạn ạ. Rồi, 1 tỷ 269 triệu cho một em Kia Carnival đời 2022 phiên bản Signature. Xe công ty xuất hóa đơn các bạn ơi. Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931226669 nha. Xe thì vẫn đang ở cửa hàng của Đạt, 09 Lê Hiến Mai, phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức nha anh em.